Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự 18:30 chiều nay, thứ hai, ngày 19 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết sau một năm thành lập và đi vào hoạt động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Sau một năm hoạt động, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo. Tại tỉnh Hưng Yên, Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra, đã tổ chức họp 4 phiên, Thường trực Ban chỉ đạo họp 8 cuộc để giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền. Hiện Ban chỉ đạo tỉnh Hưng Yên đang theo dõi chỉ đạo 7 vụ án, 1 vụ việc, trong đó 3 vụ án với 26 bị can đã được đưa ra xét xử, tạo được sự nghiêm minh của pháp luật và đồng thuận của nhân dân. Để mở rộng thị trường, tăng giá trị quả vải cho bà con nông dân, vừa qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Đăng Dương, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên đã đưa vải lai chín sớm xuất khẩu sang Liên bang Nga. Năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Đăng Dương, xã Tiên Tiến thu khoảng 20 tấn vải quả, trong đó đã xuất khẩu đi Liên bang Nga trên 10 tấn. Sau khi thu hái, sản phẩm được sơ chế, cắt bỏ cành, cuống, đóng gói vào túi ni lông và khay, sau đó vận chuyển ra Hà Nội để chiếu xạ và kiểm tra chất lượng kiểm dịch thực vật. Từ khi thu hoạch đến tay người tiêu dùng, Liên bang Nga chỉ mất từ 3 đến 4 ngày. Trong suốt thời gian đó, sản phẩm luôn được bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ, giúp quả vải giữ được độ tươi ngon. Được biết, giá bán vải lai tại nước Nga trung bình khoảng 500.000 đồng một kg. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng trên tháng, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình có sự thay đổi tương ứng. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình được tính như sau. Người thứ nhất 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai 70% mức đóng của người thứ nhất, người thứ ba 60% mức đóng của người thứ nhất, người thứ tư 50% mức đóng của người thứ nhất, người thứ năm trở đi 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, người thứ nhất đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình là 81.000 đồng một tháng, tương đương 972.000 đồng một năm. Người thứ hai đóng 680.400 đồng một năm, người thứ ba đóng 583.200 đồng một năm, người thứ tư đóng 486.000 đồng một năm, người thứ năm trở đi đóng 388.800 đồng một năm. Thời gian qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho hàng trăm trẻ mắc bệnh tay chân miệng, tăng cường truyền thông về dịch bệnh tay chân miệng và các biện pháp phòng chống, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh tại các nhà trường là một nội dung trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh trong công văn số 1529. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở Y tế chủ trì hướng dẫn các cơ quan đơn vị liên quan và các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, thực hiện ăn sạch ở sạch và giữ gìn đồ chơi sạch cho trẻ để phòng chống bệnh tay chân miệng, tăng cường vệ sinh lớp học, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại nhà trường, thông báo cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các biện pháp phòng bệnh là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để hạn chế lây lan. Từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6, đội tuyển karate tỉnh Hưng Yên tham gia giải vô địch karate trẻ quốc gia năm 2023 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và xuất sắc giành được 4 huy chương. Giải đấu năm nay quy tụ gần 800 vận động viên của 40 đơn vị tỉnh thành ngành công an quân đội. Đội tuyển Hưng Yên tham gia với 7 vận động viên giành được 4 huy chương gồm 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam có phóng sự phản ánh việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cùng đơn vị tư vấn môi giới có dấu hiệu trục lợi trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại địa phương. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang xử lý nghiêm minh kịp thời các tổ chức cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước nếu có vi phạm, tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp, lợi dụng việc giải quyết thủ tục hành chính để tham nhũng lợi ích nhóm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 6 năm 2023.
Hiện tỉnh Tuyên Quang đã tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và một công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường xã Tam Đa, huyện Sơn Dương. Sau vụ một bé trai nghi bị đánh tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà, huyện Thanh Oai, Ban Tôn giáo Hà Nội sẽ tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức khóa tu hè trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội cho biết đã làm việc với Giáo hội Phật giáo huyện Thanh Oai và yêu cầu các quận huyện tổng hợp toàn bộ danh sách khóa tu tổ chức trong mùa hè 2023. Thời gian tới, Ban Tôn giáo Hà Nội cũng sẽ tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức khóa tu hè trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào khóa tu có từ 200 khóa sinh trở lên. Riêng tại chùa Cự Đà, hiện nhà chùa đã dừng toàn bộ các khóa tu và đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để hoàn trả lại tiền cho các phụ huynh. Sau 10 ngày xảy ra vụ phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung, Công an quận Đống Đa khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng tội cố ý gây thương tích. Hai bị can trên là chủ và nhân viên cửa hàng quạt Khánh Phương ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Trước đó, chiều ngày 6 tháng 6, khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuẩn bị triển khai máy để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Các, khu vực Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, có đối tượng đã xông ra yêu cầu không được quay phim chụp ảnh, sau đó hành hung phóng viên. Khi phóng viên đã nằm gục xuống đường và được một số người can ngăn thì hai đối tượng trên vẫn tiếp tục hung hăng đá vào người. Cả hai đã thừa nhận hành vi hành hung phóng viên. Tiếp tục với phần tin quốc tế, giới chức Ấn Độ cho hay ít nhất 98 người thiệt mạng ở hai bang đông dân nhất Ấn Độ trong 3 ngày qua khi các khu vực này quay cuồng vì nắng nóng gay gắt. Theo chính quyền địa phương, nắng nóng đã khiến 54 người thiệt mạng ở bang miền Bắc Uttar Pradesh và 44 nạn nhân ở bang miền Đông Bihar. Nhà chức trách phát hiện ra rằng hầu hết những người chết đều trên 60 tuổi và mắc các bệnh lý nền có thể trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng. Từ tháng 4 đến tháng 6 là khoảng thời gian nóng nhất tại Ấn Độ, trước khi mưa gió mùa khiến khí hậu mát mẻ hơn. Tuy nhiên, nắng nóng ngày càng trở nên gay gắt hơn trong một thập kỷ qua. Giữa các đợt nắng nóng, Ấn Độ thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng, với hàng chục triệu người không có nước sinh hoạt. Các quan chức Indonesia cho biết, quốc gia này đang chuẩn bị khai trương sàn giao dịch tín chỉ carbon vào tháng 9 tới, trong đó các công ty sản xuất điện sẽ tiến hành giao dịch đầu tiên. Hồi đầu tháng 2 năm nay, Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và là nước phát thải khí nhà kính lớn thứ 8 trên thế giới, đã khởi động giai đoạn đầu của chương trình giao dịch carbon bắt buộc với 99 nhà máy điện than thuộc sở hữu của 42 công ty đang cung ứng cho Tổng công ty Điện lực nhà nước. Hơn một nửa sản lượng điện của nước này hiện vẫn có nguồn gốc từ than đá. Giao dịch carbon là hệ thống dựa trên thị trường nhằm cắt giảm khí nhà kính gây ra biến đổi khí hậu. Các công ty hoặc các cá nhân có thể mua tín chỉ carbon từ các tổ chức giảm hoặc loại bỏ khí thải nhà kính để bù đắp cho lượng khí thải của chính họ. Thủ tướng Pakistan đã chỉ thị thành lập một ủy ban cấp cao để điều tra vụ chìm tàu chở người di cư ở ngoài khơi Hy Lạp mới đây, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Pakistan, ủy ban mới có nhiệm vụ xác định những lỗ hổng và sai sót trong cơ chế thực thi pháp luật dẫn đến hoạt động buôn người diễn ra ở đây, cụ thể là trong vụ việc trên cũng như trong các trường hợp trong quá khứ. Trước đó, giới truyền thông địa phương đưa tin có tới 300 người Pakistan đã thiệt mạng sau khi một tàu đánh cá rỉ sét bị chìm tại vùng biển của Hy Lạp ngày 14 tháng 6 vừa qua. Tổ chức Di cư Quốc tế và Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng từ 400 đến 750 người được cho là ở trên thuyền vào thời điểm gặp nạn. Theo báo cáo mới được đăng tải, các nhà khoa học xác nhận đã phát hiện hóa thạch của một loài khủng long ăn cỏ chưa từng được biết đến ở Nam Bán Cầu tại Chile, qua đó mở ra khả năng mới về phạm vi sinh sống của loài khủng long mỏ vịt. Với chiều dài lên tới 4 mét và nặng 1 tấn, khủng long Gonkoken nanoi sống cách đây 72 triệu năm ở cực nam của khu vực ngày nay, đó là Chile. Khủng long mỏ vịt sống ở thời cổ đại từ cách đây 145 đến 66 triệu năm. Loài này vốn được cho là rất phổ biến ở khu vực Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu trong kỷ phấn trắng. Gonkoken nanoi là loài khủng long thứ 5 được phát hiện tại Chile. Dấu tích của chúng đã được tìm thấy vào năm 2013 và trong suốt những thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu kỹ hơn về loài này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.